Báo Việt Nam Net đưa tin, chiều ngày 25 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Chami đã trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Từ chiều qua đến hôm nay, bão di chuyển tương đối ổn định và khá nhanh với tốc độ 15 tới 20 km/h, đang hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong vòng 24 đến 48 giờ tới, bão cũng vẫn di chuyển ổn định và cường độ còn mạnh thêm. Ông Lâm nói, Cường độ cực đại theo chúng tôi dự báo khi bão ở biển Đông của quần đảo Hoàng Sa có thể đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Về khả năng xảy ra tương tác với không khí lạnh, ông Lâm cho biết, khi bão vào đến khu vực quần đảo Hoàng Sa có xu hướng di chuyển chậm lại, cường độ yếu dần do có bộ phận không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống phía nam. Tác động này khiến cho bão suy yếu và bị đẩy vào phía nam, sau đó nhiều khả năng bão suy yếu còn cấp 7, cấp 8 và có xu hướng đi ngược ra ngoài. Theo ông Lâm, thời điểm này bão duy trì tương đối lâu dẫn đến tình trạng khu vực giữa và Nam Biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới, gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ. Ông Lâm cũng thông tin một kịch bản khác ít có khả năng hơn là khi bão vào khu vực Hoàng Sa tương tác với không khí lạnh có suy yếu đi nhưng vẫn di chuyển vào bờ và suy yếu ở trên khu vực đất liền nước ta. Kịch bản này xảy ra thấp hơn so với khả năng bão trôi vào phía Nam và di chuyển ra ngoài. Kịch bản sau được nhận định khoảng 60%, kịch bản đi vào đất liền khoảng 30%. Tuy nhiên, ông Lâm lưu ý, kể cả hai kịch bản thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh vấn đề mưa lớn ở trung trung bộ. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng rõ nhất của cơn bão số 6. Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 26 tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó trọng tâm mưa sẽ rơi vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Quảng Nam. Cụ thể từ chiều tối và đêm ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 ở khu vực Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 tới 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100 mm trên 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100 tới 200 mm, có nơi trên 300 mm. Đồng thời, ông Lâm cảnh báo cần lưu ý mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn. Khi bão tiến sát bờ biển Việt Nam, khả năng là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, ở Đà Nẵng cũng đã từng xảy ra ngập úng đô thị khi lượng mưa lên đến 400 đến 500 mm trong vòng một ngày thì lần này cũng có thể xảy ra nguy cơ. Thứ ba là trên sông Hồ Chứa với lượng mưa lớn khiến mực nước dâng cao. Bão số 6 sẽ chủ yếu tác động trực tiếp đến khu vực biển miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định khiến gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 đến cấp 10, sóng cao 4 tới 6 m biển động rất mạnh, mưa rông nhiều. Ông Lâm nhấn mạnh nguy cơ cao nhất trong 1 tới 2 ngày tới khi bão vẫn còn trên biển là tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển, sau đó đến vùng ven biển liên quan đến lồng bè, khu nuôi trồng thủy hải sản, neo đậu tàu thuyền. Theo các chuyên gia khí tượng, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể thay đổi, chính quyền và người dân cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo. Báo Dân Chí đưa tin, chiều ngày 25 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão Trà My, tức là cơn bão số 6, đang hướng về phía quần đảo Hoàng Sa với tốc độ khá nhanh khoảng 15-20 km h Dự báo trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ tới, bão di chuyển tương đối ổn định và cường độ còn mạnh lên. Cường độ cực đại trên Biển Đông có thể đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Theo ông Lâm, khi bão Chami đi đến quần đảo Hoàng Sa, bão có xu hướng di chuyển chậm lại và cường độ suy yếu dần do có khối không khí lạnh di chuyển xuống, đẩy bão đi lệch xuống phía nam, rồi di chuyển ra ngoài. Ông Lâm cho hay, bão duy trì tương đối lâu trong những ngày tới, dẫn tới tình trạng khu vực giữa và nam biển đông hình thành một giải hội tụ nhiệt đới, gây mưa kéo dài ở trung bộ. Ông Lâm nói cũng có những kịch bản ít khả năng xảy ra hơn, đó là khi bão vào khu vực Hoàng Sa sẽ suy yếu đi nhưng bão vẫn di chuyển vào bờ và suy yếu trên đất liền Việt Nam. Kịch bản này có khả năng xảy ra thấp hơn với xác suất là 30% so với kịch bản bão trôi xuống phía Nam rồi đi ra phía ngoài biển, xác suất 60%. Theo ông Lâm, hai kịch bản ông quan tâm đến vấn đề mưa lớn ở Trung Trung Bộ. Đây là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão số 6. Dự báo từ chiều tối ngày 26 tháng 10, ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, lượng mưa phổ biến 300 tới 500 mm trong vòng 3 ngày. Theo ông Lâm, với lượng mưa lớn như vậy và khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn khi bão tiến sát bờ biển miền Trung thì nguy cơ lớn nhất là xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ông dự báo ở Đà Nẵng từng xảy ra ngập úng đô thị với lượng mưa 400 tới 500 mm trong một ngày, do vậy mưa bão đợt này cũng có thể gây ra tình trạng tương tự. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 Trà My ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 119,7 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km một giờ, giờ cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giờ cấp 12. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15 đến 20 km h Đến 19 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vị Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giờ cấp 15. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục khí tượng Thủy văn, Bão số 6 chịu sự chi phối của hai hình thế khác là không khí lạnh và một cơn bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines. Sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp, ông Hưởng nhận định. Dự báo trong 72 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vị Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng nam đông nam, cường độ có xu hướng suy yếu dần. Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Báo điện tử VOV đưa tin tại cuộc họp ứng phó với bão Chami, được cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trong sáng ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Chami đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ, hiện nay ngoài khơi phía đông của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong vòng 24 tới 48 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đông bắc của đảo Lưu Dông, khiến bão số 6 chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi. Hoàn lưu bão số 6 tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía tây nên bắc và giữa biển đông sẽ chịu tác động của gió mạnh. Với hướng di chuyển của bão như dự báo hiện tại, khoảng chiều ngày 26 tháng 10, ở vùng biển Trung Bộ có thể có gió mạnh cấp 6, cấp 7 sau khi bão tiến gần gió tăng lên cấp 8, cấp 9, khu vực đảo lý sơn cũng có gió mạnh tương tự ông nguyễn văn hưởng nhận định theo tính toán sơ bộ với hoàn lưu mây lệch về phía tây khả năng tối và đêm ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 bão trà my gây mưa lớn ở trung bộ từ hà tĩnh trở vào bình định phú yên vùng mưa lớn tập trung ở quảng trị cho đến quảng nam con tum và gia lai lượng mưa ở khu vực này có thể lên tới 200 tới 300 mm không loại trừ khả năng có những khu vực có mưa với cường suất lớn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 6. Từ hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, từ 89 tới 133 km h giật cấp 15, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 10, đã có 67.212 phương tiện, với 307.822 người biết diễn biến hướng đi của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người, trong đó bộ đội là 86.019 người, dân quân tự vệ là 199.461 người. 12.503 phương tiện quân sự các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Cụ thể, quân khu 3 huy động 51.075 người, 582 ô tô, tàu xuồng, xe đặc trùng. Quân khu 4 huy động 135.781 người, 1.195 ô tô, tàu xuồng, xe đặc trùng. Quân khu 5 huy động 55.163 người, 1.660 ô tô, tàu xuồng và 3 máy bay quân chủng phòng không không quân huy động 4.600 người, 206 phương tiện và 8 máy bay. Binh đoàn 18 huy động 30 người, 2 máy bay trực thăng, 4 ô tô. Để ứng phó với bão số 6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão gần Biển Đông bộ ngoại giao cũng đã có công hàm gửi các quốc gia vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân tránh trú các bộ quốc phòng giao thông vận tải công an đã có công điện về việc ứng phó với bão